À, và bây giờ thầy và các em chúng ta sang phần ví dụ để các em hiểu rõ hơn về phần phương pháp đó. Thì các em tập trung nhá. Điểm thi học kỳ 1 của Nam như sau. Đây. Đây là một bảng điểm thi học kỳ 1 của Nam. Và thầy yêu cầu thứ nhất, dấu hiệu ở đây là gì? Dấu hiệu ở đây là điểm thi học kỳ 1 của Nam. À, điểm thi học kỳ 1 của Nam, đúng nào? Đó, dấu hiệu thì chúng ta trả lời ngay lập tức thôi. Ví dụ 1 của chúng ta. Thì một của chúng ta là A, là dấu hiệu là gì? Dấu hiệu của chúng ta, dấu hiệu là điểm thi học kỳ 1. Điểm thi học kỳ 1 của bạn Nam. Đó. Dấu hiệu đây là ok rồi đúng không? Thứ hai này, lập bảng tần số các giá trị khác nhau của dấu hiệu. B, chúng ta là bảng tần số bảng tần số thì chúng ta có như thế này, các em tập trung nhá. Đầu tiên đấy là chia thành hai hai hàng đúng không, chúng ta đã nói rồi. Đầu tiên đây là x, thứ hai là e, đây là e n, đúng thế nào?